Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting, hotline tư vấn 1800 06223, website duyanhweb.com.vn. Xin chào bạn, tôi là Duy Anh Nguyễn, giám đốc trung tâm đào tạo marketing online Duy Anh Web. Hôm nay thì tôi sẽ dẫn các bạn đi tham quan bảo tàng Quảng Ninh này. Bạn nhìn cái trống rất là to này, trống to thật. Đây chắc là cả cái da con bò ấy nhỉ, mà long nhỉ, to thế nhỉ, trống to nhỉ. Đây còn đây là cái cổng chiêng này. Đây, trong đây là họ bày bán các sản phẩm lưu niệm. Đâu, ở đây, đây đi vào trong này cơ. Kia là một cái thuyền rất to này, mô hình thuyền. Đây một cái thuyền nữa, thuyền bằng gỗ. Ô, con này là con gì đây? À, cá đuối. Cá đuối mà bông kê vẫn hay xem đây. To thế nhỉ? Ui, to thật. Cá đuối rất to đây. Bên đây là cái chiếc thuyền gỗ này, thuyền thúng này, thuyền dài này. Ngà voi này, Bắc Long này. Đây nhá, trước mắt các bạn là ngà voi này. Ngà voi đấy. Ừ, ngà voi thật. Tiêu bản hổ với gấu này. Đây là tiêu bản, đây là làm từ những con thật đấy. Đây là một dạng thú nhồi bông này. Gớm quá. Eo, kinh đấy. Không sợ hiện vật. Gấu này là gấu giả thôi. À đây, tiêu bản gấu thật đây này. Kỳ nhông này, TT này. Con TT đấy nhá các bạn nhé. Khỉ này. Hiêu sao. Ủa như con mới sinh ra bé nhỉ. Đây. Đánh cá đây. Thuyền gỗ rất là to này. Ok, chúng ta sẽ lên tầng 2 cho ta xem. Rất nhiều thứ để xem đây. À, đường này hơi vướng. Đèo Bắc Long.
bên này còn gì nữa nhỉ? Ở đây xem nào. Gấu làm như thật nhờ, không sờ vào hiện vật. Ô này, rắn này, ô con ok, con này là con người đây, con chồn bay, còn đây là con diều hâu chứ không phải đại bàng. Đây là con diều hâu nhá, diều hâu ăn gà. Còn đây là con chăn khổng lồ, chăn ngâm rượu. Đây là rượu ấy. Đây là rượu rắn hổ mang. Kinh chưa? Bá kích tím này. Rượu bá kích đây, chắc đây là bình rượu. Hoa hải đường. Hoa hạ long, có cả hoa hạ long nữa. Hoa đàn giả. Gừng gió này, đây là những cái tiêu bản của các loài cây. Tiêu bản nhé. Còn có những cái nó họ không có tiêu bản thì họ làm bằng tranh. Báo mèo này. Trên kia có con mèo rừng kìa. Đấy, sóc này. Đây, chúng ta có thể đi lên trên này được luôn này. Rộng chứ. Bảo tàng này rất là rộng đấy. Đấy, chuyện này coi. Rắn này. Tắc kè này. Rượu tắc kè này. Rắn này. Ếch này, ô nhiều thứ phết đấy. Chuồng bông lau. Ba ba trơn. Ba ba om chuối đậu. Đây con ba ba nhé. Sóc bụng xám này. À, đây là con hải ly, con rái cá này. Nhìn nó hay phết nhỉ. Khỉ. À vọc. Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học bán hàng online đa kênh 4.0 cầm tay chỉ việc 1, kèm 1. Hotline tư vấn khóa học 18006223, website duyanhweb.edu.vn. Con này là con cây. À, kìa cá một con chăn kia. Khỉ này. Mèo gấm này. Mèo rừng này. Báo gấm này. Các loài bọ này nhá. Màu sắc rất là đẹp này. Con bọ hung này. Hạ long đa dạng sinh học phết đấy. À, ve này, bướm này. Chuồn chuồn này. Ôi đẹp chê này, bác long này. Đấy. Này, nhiều loại chuồn chuồn mà mình chưa biết nhỉ. À, bướm đấy. Đẹp chưa? Đẹp phết. Đây là các loại bọ này, chuồn chuồn này, bọ tre này. Ồ, đúng là giống cành tre thật. Này. Thì
thi thoảng con này ngày xưa thì còn hay gặp chứ bây giờ thì cực kỳ ít gặp con bọ tre này. Đẹp thật. Chuồn chuồn này, các loại chuồn chuồn này. Các loại bọ này đẹp thật đấy. Đây bọ này, để đi tìm con chim ưng xem nào, con chim ưng ở chỗ nào nhỉ. Bướm này, các loại bướm này. Đẹp thật. Là hình một cái núi. À, cái tổ mối. Ai da, con mối to như này á. To thật, to như con ve. Đây là một cái tổ mối này, to như con ve luôn. Châu chấu chuồn chuồn. Rất nhiều bướm bướm đây. Nhiều bướm bướm này, bướm bướm nhiều hết. Ô, đây nhiều bướm đấy. Rồi chúng ta tiếp tục đi nhé. Đây là tòa nhà của các con côn trùng. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang khu khác. Đây. Ồ, rất nhiều các con cá khác. Con này gọi là con cá nhám dâu. Nhìn con này hay phết. Ồ, cá này, cả con cá mập con này. Cá mập bé này. Đấy, con cá mập bé. Cá mập đầu búa này. Ở đây rất nhiều những con cá nhỏ nhá. Ok. Con cá đuối. Cá đuối to này. Cá đuối ó này. Cả một đàn cá mập này, bác Long có bắt về nấu sụn. Còn trên tầng 2 nữa, còn rất nhiều thứ trên tầng 2 nữa. Chúng ta sẽ lên tầng 2 chúng ta xem.
2. Trên tầng 2 nó có cái gì nào? Đây là trưng bày về gốm, các hiện vật gốm Quảng Ninh này. Đây các bạn xem đây, gốm đây, cái bình rất là đẹp. À đây là đồng, không phải gốm đâu. Đồ đồng. Đây thì là gốm chắc chắn rồi này, đồng xu này. Đồng xu này. Đây có rất nhiều những mảnh bát này, những mảnh gốm nhỏ này. Đây là các cột mốc biên giới đây. Đây là pháo, pháo thần công. Khu này trưng bày rất nhiều các loại đàn, nhạc cụ dân gian, bộ dây kéo này, bộ gậy này. Đây, còn cả một cái bộ đàn tre rất to này, đàn tre trúc này, cực to này. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn 1800 06223, website duyanhweb.com.vn. Đàn cá đấy là một đồng. Khu này là sang một khu khác. Ở bên này là khu trưng bày vũ khí ngày xưa này. Súng, các loại súng này, súng đạn này. Trưng bày vũ khí kháng chiến ngày xưa. Đây. Đồ gốm. Trong này không bật điện à bạn ơi? Hôm nay thì khá là tối.
chúng ta sẽ tiếp tục lên thang máy lên tầng 3 nữa. Chúng ta sẽ lên thang máy lên tầng 3 nhé. Đây là trên tầng 3 này, là bảo tàng trưng bày vũ khí và những kỷ vật chiến tranh. Đây, đây bạn thấy mũ này, súng này, các thứ này từ xưa này. À, đây là khu là kỷ niệm những kỷ vật về mỏ đấy. Đây cái thiết bị mỏ than đấy. Nhìn qua thì nhìn kia tôi lại tưởng là cái biểu tượng số của đúng rồi, biểu tượng công nhân đấy, đúng rồi, là mỏ. Đây những máy móc hiện đại gần đây nhất đây, máy xúc máy ủi đây, mô hình này thì trẻ con lên đây thì rất chi là thích luôn, tại vì những cái mô hình đồ chơi rất to. Đấy. Tiếp đến khu này cũng rất hay đây, khu này rất hay này. Đây. Tái hiện lại đời sống ngày xưa, dụng cụ cày cuốc. Bạn biết cái này là gì không? Cái gầu xong. Ngày xưa em cũng được tát cái gầu xong đấy. Ít bây giờ giới trẻ giờ chắc không biết cái đó đâu. Ông cái bọn là chín mấy không biết. Vâng, cái gầu này là gầu đôi này, hai người tắt này. Ừ. Này là gầu song đấy. Vâng, gầu song. Đây, gầu đôi. Vâng, gầu đôi. Nó gọi là gầu dây ấy. Đây, gầu cánh này, ở đây nó có mấy tầng nhỉ chị nhỉ? 3 tầng. À thế là tầng này tầng hết rồi đúng không ạ? Dạ. Ừ, tầng này tầng cao rồi, đi xuống thấp. Vâng. À, còn cả cái này nữa, chắc mọi người chắc cũng ít người biết. Đây là cái máy máy xay máy máy quạt thóc. Không, cái máy quạt thóc chị ơi. Cái này là cái máy quạt thóc chị ạ. Thổi thóc đi cho nó sạch chứ không phải máy sắt gạo. Chị sắt gạo từ thời của xưa. Không không, chị nhầm rồi, máy này máy quạt thóc. Đây đâu? Quạt hòm thế này chuẩn luôn. Quạt, nhưng mà trước kia đổ thóc vào. Đổ thóc vào quạt cho nó sạch đi để nó bỏ những cái ấy lên. Đây, em chuẩn luôn này, quạt hòm này, không phải máy sắt gạo đâu. Cái này ngày xưa ở chỗ nhà em cũng có một vài nhà có, nên em vẫn nhận ra. Cái này là cái quạt thóc. Đây, đổ thóc vào ấy vào. Để nó quạt cho nó sạch ra. Và kệ chấu thì nó ra một nơi khác. Bữa cơm hoàn thế. Bữa cơm gia đình. Vâng. Đây gia đình giàu đấy chứ. Có sập gụ này, tủ chè này. Đây là thời giàu đấy, áo gấm này kìa chứ đùa đâu. Đây là một gia đình giàu điển hình đấy. Cụ ông, cụ bà ngày rồi. Ngày xưa mà có thời nồi đồng rồi đấy nè, nồi đồng. Được. Ngày xưa mà như này là rất giàu rồi. Một nét vùng cao Tây Bắc này.
Ok, thế là tôi dẫn các bạn đi thăm toàn bộ bảo tàng Quảng Ninh rồi nhé. Khi nào có dịp đến Quảng Ninh, đến Hạ Long thì các bạn nên đi thăm bảo tàng. Rất là đẹp, rất là thú vị. Các bạn nhớ like và subscribe kênh YouTube Duy Anh West Official để thường xuyên nhận được những cái video clip mới nhất nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo. Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học bán hàng online đa kênh 4.0 cầm tay chỉ việc 1, kèm 1. Hotline tư vấn khóa học 18006223, website duyanhweb.edu.vn.